Chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, để đảm bảo an toàn giao thông, trong thời gian qua, Công an huyện Tùa Chùa đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân. Nhờ đó, nhận thức về luật giao thông đường bộ của người dân đã được nâng lên và có sự chuyển biến rõ nét. Phóng sự sau phản ánh nội dung này. Với đặc thù là huyện vùng cao, trình độ dân trí của người dân huyện Tùa Chùa chưa đồng đều. Do đó, việc chấp hành luật giao thông đường bộ còn nhiều hạn chế. Tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe, gây rối trật tự công cộng vẫn diễn ra, gây tiềm ẩn tai nạn giao thông. Trong khi đó, lực lượng cảnh sát giao thông, công an huyện Tùa Chùa làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm còn mỏng, không thể bố trí phân công bao quát địa bàn. Phương tiện trang thiết bị nghiệp vụ phục vụ tuần tra kiểm soát còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Hơn nữa, sự phối hợp với các đơn vị, đoàn thể và các địa phương trong công tác tuyên truyền hướng dẫn pháp luật cho hội viên người dân về an toàn giao thông chưa chặt chẽ, chưa tạo được phong trào sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, một số tuyến đường giao thông, nhất là liên thôn bản, vẫn chưa được đầu tư đồng bộ. Đây đang là những nguyên nhân khiến cho công tác đảm bảo an toàn giao thông ở Tùa Chùa gặp nhiều khó khăn. Khó khăn vướng mắc đấy là các cái trường hợp mà vi phạm thì thường là trốn tránh cũng như là chống đối lại cái việc mà thực hiện về cái chuyên đề nồng độ cồn. Người điều khiển là không hợp tác hoặc là dùng mọi biện pháp để là gọi người thân quen cũng như là hỗ trợ để làm sao để xin được cái lực lượng là không xử phạt vi phạm về cái hành vi đó. Để đảm bảo an toàn giao thông, một trong những giải pháp quan trọng đang được lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Tùa Chùa triển khai hiện nay, đó chính là đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, như uống rượu bia vượt quá nồng độ quy định khi tham gia giao thông, phương tiện không đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, chở quá tải, quá số người quy định. Tiến hành là thực hiện ký cam kết đối với các xe kinh doanh vận tải cũng như là xe khách và các cái phương tiện tham gia giao thông, thì đội đã tiến hành là tăng cường công tác tuần tra kiểm soát cũng như là phát hiện và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm và thực hiện các cái chuyên đề là cái chuyên đề về nồng độ cồn và chuyên đề về cơi nới thành thùng xe cũng như là chuyên đề về người điều khiển mà trong cơ thể có chất ma túy. Chúng tôi sẽ nâng cao về cái công tác tuyên truyền, một là tuyên truyền đối với các trường học đầu năm cũng như tuyên truyền đối với các thôn bản. Chúng tôi đi sâu và bám sát để làm sao người dân nhận thức về cái công tác tham gia giao thông được đảm bảo tốt nhất và nhằm để hạn chế về tai nạn giao thông. Từ đầu năm đến nay, đội cảnh sát giao thông công an huyện Tùa Chùa đã tổ chức nhiều lượt tuyên truyền lưu động về luật giao thông đường bộ. Trong đó tổ chức cho gần 1.000 hộ kinh doanh ký cam kết không vi phạm hành lang an toàn giao thông. Phát hiện hơn 900 trường hợp vi phạm, xử lý vi phạm hành chính gần 700 trường hợp. Những việc làm cụ thể trong công tác tuyên truyền và tuần tra kiểm soát của lực lượng công an huyện Tùa Chùa đã tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người tham gia giao thông. Mình phải tham gia giao thông thì phải tuân thủ tất cả luật lệ giao thông rồi, như kiểu biển báo này hoặc là tốc độ ấy, hoặc là không sử dụng nồng độ cồn hay chất kích thích. Nhất là phải có bằng lái xe là cái chắc chắn rồi, xong là có nào là đăng ký xe này, đăng kiểm này, bảo hiểm đấy. Thứ nhất là các anh đi tuần tra kiểm soát thế này thì chắc là nhất là để đảm bảo giao thông, khi mình em tham gia giao thông thì mình cảm thấy yên tâm hơn, bởi vì đi là thứ nhất là đi đường này cũng rất là sợ những người gọi là có nồng độ cồn hay gì đấy, nên chạy ra ngoài đường mà không đảm bảo an toàn thì mình đi này cũng rất là sợ họ lao vào mình. Em đi xe bên em một tay lái xe một tay cầm ô nên em vi phạm, lần sau mình rút kinh nghiệm để mình mua áo mưa máu vừa đi ạ, cho nó không xảy ra tai nạn. Thực hiện cấp và quản lý theo mã định danh biển số xe máy, ô tô, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Tùa Chùa đang khắc phục khó khăn, triển khai bằng nhiều cách làm cụ thể, quyết liệt. Đội cảnh sát giao thông công an huyện Tùa Chùa đã tuyên truyền thông qua phát thanh truyền hình của huyện và tuyên truyền bằng loa lưu động với cả trên fanpage của công an huyện để cho người dân trên địa bàn nắm là xe mua bán qua nhiều đời chủ nên là đang khó khăn vướng mắc sau khi thực hiện việc định danh biển số. Đây là quá trình giữa cái chủ đứng tên trong đăng ký với mua bán qua nhiều đời chủ đến cái chủ hiện tại bây giờ đang sở hữu thì là sẽ khó khăn. Nếu mà trong quá trình mà không tìm được chủ cũ thì cái chủ mới sẽ đến cơ quan công an để làm thủ tục thu hồi và có một cái bản cam đoan là cái phương tiện này là mua bán qua nhiều đời chủ không xác định được chủ cũ và chắc chắn cái phương tiện này đã là mua bán mà có chứ không phải là do trộm cắp.
sau khi cơ quan công an tiếp nhận hồ sơ đấy thì sẽ lên cái phần mềm tra cứu ở trên cái dữ liệu của phương tiện trộm cắp. Sau 30 ngày sau mà có trả lời xác minh là xe này là xe là không thuộc diện trộm cắp thì tiến hành cấp đăng ký biển định danh cho người dân. Để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thời điểm này Công an huyện Tùa Chùa đang tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, phối hợp với các ngành chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông với hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, ngoài sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, người dân trên địa bàn huyện Tùa Chùa cũng cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của chính mình và mọi người xung quanh. Thưa quý vị và các bạn, xe đạp hiện đang là một loại phương tiện giao thông được khuyến khích sử dụng vì hạn chế gây ô nhiễm môi trường. Không chỉ có vậy, đạp xe cũng là một môn thể thao được nhiều người yêu thích để rèn luyện, nâng cao sức khỏe. Nhưng đạp xe như thế nào để vừa rèn luyện sức khỏe vừa đảm bảo an toàn giao thông cho bản thân cũng như những người tham gia giao thông khác thì lại là câu chuyện còn nhiều trăn trở hiện nay. Tai nạn giao thông, thậm chí là tử vong, là hậu quả khi nhiều người đạp xe thể dục mà không chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ. Thực tế đó đã xảy ra và đang là hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm khi sử dụng phương tiện này lưu thông trên đường. Điển hình gần đây nhất, tại km 183-350 quốc lộ 12 thuộc bản Xá Nhổ, xã Hùa Thành, huyện Điện Biên, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa người điều khiển xe máy và xe đạp. Vụ tai nạn đã khiến cho người điều khiển xe máy bị thương nặng, còn người điều khiển xe đạp bị tử vong. Còn trước đó, tại khu vực ngã tư Đèn Đỏ, góc sân vận động thành phố Điện Biên Phủ, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe đạp, khiến cho người điều khiển xe đạp bị dập nát hai cẳng chân. Trên thực tế, tuyến quốc lộ 12 đoạn từ trung tâm thành phố Điện Biên Phủ đến đỉnh đèo Cò Chạy thuộc địa phận xã Hùa Thành, huyện Điện Biên có chiều dài khoảng 13 km. Mặt đường đẹp, độ dốc vừa phải là cung đường ưa thích của những người đạp xe. Song đây cũng là tuyến quốc lộ huyết mạch nối tỉnh Điện Biên với Lai Châu, Lào Cai, có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông đúc, nhất là các xe vận tải hàng hóa có tải trọng lớn và xe khách. Bất chấp nguy hiểm, nhiều người đạp xe vẫn không có ý thức, đi thiếu quan sát, đi dàn hàng, đeo tai nghe. Nhất là vào thời điểm chiều tối, tầm nhìn bị hạn chế, khó quan sát. Trong khi các phương tiện xe đạp thường không có đèn cảnh báo như ô tô, hoặc có nhưng tín hiệu yếu, không đủ quan sát. Đi xe đạp thì toàn người già, không phải người trẻ, không phải thanh niên. Toàn người hưu này, người già này, lắp tai nghe ô tô còi cũng không nghe thấy. Là đi thì không phải đi 1, 2, đi hàng 3, hàng 4, hàng 5. Điều này đang lý giải tại sao nhiều trường hợp xảy ra va chạm tai nạn giao thông khi đạp xe trên đường. Nói chung là cái này chúng tôi đi thì cũng thường xuyên bảo nhau ấy. Đi hàng một không được đi hàng đôi, nhưng lúc trên đường đi thì mình nên tôn trọng cái an toàn giao thông. Đấy, là nhất là đi qua mấy cái trường học ấy, là cái cổng trường ra cái đường to này. Thế mà bây giờ này công trình nó đang phát triển lên thì xe cộ vận tải nó đi rất nhiều. Nên chúng tôi đi là cũng thường xuyên bảo nhau là nâng cao cái ý thức cái luật lệ giao thông. Thì đi xe đạp ấy là tôi cũng rất là không đồng tình với những người đi xe đạp là cứ hay đi hàng ngang, hàng ba nói chuyện. Nó rất là gây bức xúc cho những người tham gia giao thông, nhất là người đi ô tô, đi xe máy mà gặp phải những cái đoàn xe đạp. Có người là cứ thích đi hàng ngang xong nói chuyện với nhau. Văn hóa giao thông là nó không đảm bảo an toàn. Thì mình cũng phải biết sử dụng cái loại hình này để an toàn cho bản thân mình và an toàn cho những người khác tham gia giao thông. Tập thể dục bằng xe đạp trên các tuyến đường quốc lộ không phải là một sự lựa chọn đúng, bởi nguy hiểm luôn rình rập từ các phương tiện giao thông xung quanh. Để đảm bảo an toàn, khi đi xe đạp, người dân nên lựa chọn những cung đường rộng, ít phương tiện lưu thông, nhất là các xe tải trọng lớn. Đặc biệt là phải tuân thủ các quy định về giao thông đường bộ, không dàn hàng, không sử dụng tai nghe, chú ý quan sát, không tụ tập ở những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Xe đạp cần lắp đặt đầy đủ các thiết bị cảnh báo, an toàn như gương chiếu hậu, đèn cảnh báo trước, sau. Để tham gia giao thông
đường bộ bằng xe đạp bộ môn xe đạp thể thao, khi leo đèo dốc thì cần phải chú ý. Thứ nhất là một là quá trình điều khiển xe đạp cần chú ý không được đi song song từ hai xe trở lên, đi sát mép đường, nhường đường cho người và phương tiện khác vì đây là đoạn đường cong cua và rất là hẹp. Thứ hai nữa là khi quá trình đạp xe là cần chú ý tập trung phân phối sức lực để tránh hụt hơi giữa khu vực khi đang leo đèo dốc và để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra. Đạp xe để rèn luyện sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, để hạn chế tới mức thấp nhất xảy ra tai nạn giao thông, thiết nghĩ người tham gia giao thông bằng bất cứ phương tiện nào cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ. Đó chính là yếu tố quan trọng để bảo vệ bản thân mình cũng như những người lưu thông trên đường. Thưa quý vị, trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên đã và đang xuất hiện nhiều tuyến đường giao thông bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt vào thời điểm mưa lớn kéo dài, càng gây khó khăn hơn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Sau hơn 2 năm đưa vào sử dụng, tuyến đường bệnh viện đi Tà Lèng đã xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là đoạn nối từ đường 60m đến trường tiểu học Hoàng Văn Nô, thành phố Điện Biên Phủ. Mặt đường gần như bị phá hỏng toàn bộ, xuất hiện hàng chục ổ voi lớn nhỏ. Nhất là sau những trận mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng, khiến cho nhiều phương tiện không thể đi qua đoạn đường này. Nhiều người dân phải chọn đường tránh để di chuyển thuận lợi hơn. Mặc dù phản ánh rất nhiều lần trên các phương tiện truyền thông, nhưng thực trạng này vẫn chưa được khắc phục triệt để. Đi gặp một trường hợp và phải ép buộc phải đi vào những cái đường như thế này thì đi thì em thường sẽ đi lên tránh những cái lên hẳn những cái vỉa ở trên kia thì để tránh đường và đi đường từ trơn thì phải đi thả hai chân xuống để chống, không thể nào mà kết hợp cả phanh chân phanh tay được, phải chống chân chỉ phanh được mỗi tay thôi. Đô thị mình đang phát triển và có những tuyến đường này khách du lịch nó về nhìn nó mất hình tượng của một thị trấn hay một thành phố đang phát triển. Còn đây là tuyến đường giao thông nối từ cầu C9 đi qua xã Thanh Yên, huyện Điện Biên với chiều dài hơn 3 km, hiện cũng đang xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường hiện đã hư hỏng nặng, xuất hiện nhiều ổ gà lớn nhỏ khác nhau, gây cản trở việc tham gia giao thông. Thậm chí là nhiều đoạn đường đã xảy ra tai nạn. Mưa thì lầy lội, nắng thì bụi mịt mù, đã ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe của người tham gia giao thông và người dân sinh sống hai bên trục đường. Nguyên nhân được xác định là do tuyến đường này đã xuống cấp, một số đoạn đang thi công dang dở. Tôi thấy là cái đường này trước nay đi toàn ổ gà ổ vịt, nó khó đi. Bây giờ tôi chỉ mong các cán bộ làm cái đường này làm sao mà là cho các bà cụ như chúng tôi này, bà già này đi cho nó dễ này, học sinh đi học cho nó dễ này, đi xe đạp này, lúc ổ gà này đi tránh nhau ấy. Khỏi phải va chạm với nhau nguy hiểm sợ lắm. Ngày em đi qua đoạn đường này là 4 lần. Cả đi đường này nó khá là khó khăn, bụi với cả sóc. Với cả trời mưa thì đi khá lầy lội, rất là trơn. Mỗi khi ô tô đi qua đường này thì nó khá là bụi nhiều. Được biết đây là tuyến đường huyết mạch liên xã. Hàng ngày lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất nhiều. Khi tuyến đường giao thông này xuống cấp, không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Nó cũng lâu năm quá rồi, nó cũng xuống cấp, xong xe cộ đi lại nhiều, chở lặng. Bây giờ thì tôi cũng mong muốn rằng nhà nước làm nó nhanh nhanh, bà con lấy cái đường đi lại. Hiện tại, trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên còn rất nhiều tuyến đường huyết mạch đã và đang bị hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng. Rất cần sự đầu tư đồng bộ và hoàn thiện của Đảng, Nhà nước để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân. Và đến đây, chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên sẽ được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.